Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Thủ Thuật. Như các bạn đã biết thì mỗi khi bạn đọc tin nhắn trên Messenger sẽ bị báo đã xem như thế này, rất là khó chịu. Và nhiều khi chúng ta không trả lời thì người ta lại bảo rằng mình chảnh cún đấy, hay là mình thuộc kiểu kiêu. Nói chung là rất nhiều lý do mà đã xem nhưng không trả lời thì không thể chấp nhận được. Chính vì thế trong video này mình sẽ dẫn các bạn để đọc tin nhắn mà không bị báo đã xem nhá. Rồi, hãy cùng mình vào video nào. Đầu tiên thì mình thấy rằng cái việc mà báo đã xem này nó như kiểu một sự văn minh ấy, để cho là mình nhắn tin cho ai đấy thì có thể biết được rằng là người ấy đã xem hay chưa đấy, hay là người ấy còn đang bận gì đó chưa xem được, hay thậm chí là người ấy có muốn trả lời tin nhắn của mình hay không, có muốn nói chuyện với mình không. Nói chung là cái thời gian tán gái này nó rất là cần cái tính năng này để biết được rằng ý em ấy ra sao, có biết đường mà lựa chứ, phải không nào các bạn. Tuy nhiên thì đến bây giờ ấy, khi mà mình bắt đầu có công việc thì mình lại cảm thấy rằng là cái tính năng đã xem đôi khi nó hơi làm phiền một chút. Giả sử mình đang bận việc, không may mình nhấn nhầm vào tin nhắn tự nhiên thành đã xem. Thế mà chả lẽ bây giờ lại không trả lời người ta? Không trả lời thì thành ra lại phải mình thuộc giống chảnh cún được các bạn? Không thể như thế được. Mà bây giờ đã lỡ trả lời rồi thì cũng không hay. Hay thậm chí có những tin nhắn bạn muốn đọc nhưng mà bạn lại không muốn hiện đã xem. Muốn đọc ví dụ như là: anh ơi em hai vạch rồi, thế phải xem hai vạch gì chứ? Hai vạch wifi, hai vạch sóng thì còn được, nhưng mà hai vạch cái khác thì không được phải không các bạn? Mà để làm được điều này thì bây giờ các bạn hãy tải cho mình cái ứng dụng có tên là Message Peeping Tom ở đây. Tí nữa mình sẽ để cả icon và tên ở bên này, các bạn sẽ xem nhá. Rồi, giờ mở nó ra nào. Đấy, nhảy. Ok, want to read, do not want to reply. Rồi, bỏ hết đi, không cần đâu. Start nào, bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ bật nó lên. Ok, bật cho thằng này lên này. Cho phép truy cập thông báo để đẩy thông báo cho mình. Ok, tôi biết. Như các bạn nhìn thấy ấy, thì khi mà bạn mới sử dụng app này này, mọi thứ là trắng tinh nhá. Bạn có thể vuốt trái vuốt phải được, không có gì hết. Nhưng khi có tin nhắn đến, bắt đầu từ lúc bạn cài phần mềm sẽ ghi nhận lại như thế này. Ví dụ bây giờ mình lấy một chiếc máy khác mình nhắn tin sang nhá. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ thử nhắn tin nhắn sang bên máy này này. Ví dụ như là mình nhắn là: xin chào bạn này, bạn có muốn nghe chuyện ma không? Thôi, giải lắp, nhắn này thôi nhá, bạn có muốn nghe không thôi, ok. Nếu như mình nhấn vào đây và mình đọc thì sẽ bị báo đã xem ngay. Nhưng bây giờ mình thử nhấn ở đây nhá. Nào, đọc thoải mái luôn. Bên này không hề báo đã xem các bạn ạ. Vẫn chỉ báo đã nhận thôi. Bây giờ mình thử mở cái này ra nhá, bong bóng chat của chúng ta nào. Đúng không? Mở. Ồ, bấn. Rồi, đã xem luôn, nhảy ngay lập tức, biến thành đã xem. Và các bạn thấy không, chỉ cần là các bạn cài cái phần mềm Peeping Tom này vào thì các bạn xem tin nhắn thoải mái, có thể xem lỡ tới, xem lui, xem đi, xem lại, đọc thật là kỹ người ta nhắn tin cái gì cho mình cũng không hề báo đã xem. Và mình tin rằng với cái này sẽ giúp các bạn trong nhiều trường hợp đấy. Và các bạn hãy cùng comment ở dưới cho mình xem là cái trường hợp nào mà các bạn không muốn bị báo đã xem nhất nhá. Nghĩa là các bạn muốn đọc tin nhắn nhưng lại không hề báo đã xem ấy. Và các bạn hãy cùng nhau comment để xem rằng bạn nào có hoàn cảnh trớ trêu nhất nhá. Rồi, video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ích thì đừng quên like và sub cho kênh của Siêu Thủ Thuật. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.